Sáng nay, Quỹ Bảo trợ Trẻ Em Việt Nam, Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Ngãi và Công ty trách nhiệm hữu hạn Bảo hiểm Nhân thọ Jenner Jally Việt Nam phối hợp tổ chức triển khai chương trình giáo dục cộng đồng về làm cha mẹ, sinh con, sinh cha cho gần 700 phụ huynh, trẻ em và giáo viên trường mầm non tuổi thơ tại phường Chánh Lộ, thành phố Quảng Ngãi. Chương trình đã chia sẻ các nội dung mà cha mẹ rất quan tâm như bảo vệ trẻ khỏi các hình thức xâm hại thể chất và tinh thần, xử trí tình huống trẻ ăn vạ và các hành vi tiêu cực thường gặp giáo dục sớm cho trẻ, dạy trẻ về ý nghĩa của lao động, sự quan tâm chia sẻ, giá trị của việc biết tiết kiệm, sử dụng tiền đúng cách. Chương trình giáo dục cộng đồng về làm cha mẹ, sinh con, sinh cha có 3 nhóm chủ đề chính dành cho trẻ từ 6 tuổi trở xuống, bao gồm phát triển trí tuệ cùng con lớn khôn, hành vi cùng con hành xử và sức khỏe cùng con sống khỏe. Sinh con sinh cha là một sáng kiến cộng đồng được tập đoàn Generali triển khai từ năm 2017 trên phạm vi toàn cầu nhằm hỗ trợ các gia đình nuôi dạy con trong giai đoạn 6 năm đầu đời của trẻ, tạo dựng nền tảng vững chắc cho tương lai của trẻ. dịp này, ban tổ chức đã trao 30 suất quà, mỗi suất 500.000 đồng cho các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.